Quý khán giả đang đến với chương trình Vượt qua hiểm nghèo của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, nơi gặp gỡ của những tấm lòng thiện nguyện chia sẻ cho những mảnh đời kém may mắn. Quý khán giả thân mến, hôm nay thì chương trình lại về với huyện Tân Hưng, một huyện biên giới xa nhất của tỉnh Long An. Và ở nơi đây thì vẫn còn khá là nhiều những hoàn cảnh rất cần sự chia sẻ giúp đỡ của những nhà hảo tâm để vượt qua những khó khăn hiện tại. Nghe nhà có khách, ông Nguyễn Văn Đông cố gắng ngồi dậy, lau lại sàn nhà cho sạch sẽ để khách có chỗ ngồi. Mới vừa hơn 50, nhưng trông ông già hơn nhiều so với tuổi. Sức khỏe không còn do những lần bạo bệnh. Hiện tại, ông Đông cũng đang từng ngày chống chọi với khối u ác tính ở phổi. Ông xót xa với suy nghĩ từng tham gia vào công tác chữ thập đỏ vì người nghèo khó, ốm đau. Vậy mà hôm nay, ông phải trông mong vào lòng hảo tâm của mọi người để có cơ hội được sống thêm ít năm. Do những lần bệnh nặng của ông trước đây mà ruộng đất không còn, giờ gia đình chỉ sống bằng đồng tiền có được từ làm thuê, làm mướn. Lâu nay, người sống ở đây đã quen với hình ảnh của người phụ nữ này bên những đám lục bình trôi nổi để kiếm sống. Bà cắt lục bình từ khi con nước lớn đến lúc nước ròng cạn là xong một ngày làm. Do cắt thuê, tính tiền theo ký nên bà phải thật nhanh tay để được thêm đồng nào mừng đồng ấy. Tiền công chỉ là vài trăm đồng một ký, nhưng hầu như mọi chi phí cuộc sống phải nhờ vào, trong đó bao gồm cả tiền thuốc thang trị bệnh cho chồng bà là ông Nguyễn Văn Đông. Mình đi làm như vậy rồi cái người ta tính tiền cho mình như thế nào? Chặt mướn cho anh ta ngày 400 đồng ký, ngày được 80 có rồi 70 có, như sáng ngày anh bệnh đó. Rồi cái cơm nước cháo cho anh rồi với cho ba đứa cháu ăn rồi mới đi làm. Dạ, thì bệnh của chú là mình phát hiện khi nào, hồi lúc đó có biểu hiện gì cô? Ảnh hồi ảnh ba phát hiện nay nó 2 năm rồi mà không có tiền nữa, cái mình lây lách hoài gì đó. Mà đầu ảnh sốt. Anh sốt rồi cái đầu anh sang ho rồi là lên trên bác sĩ mới lên trển mới khám chụp hình CT rồi nói ảnh là cái u phổi, rồi mới chuyển xuống Long An mình mới chuyển lên nhà thương phòng thạch, rồi lên trển rồi mổ rồi giờ người ta nói ảnh là ác tính dây căn. Và rồi là bữa nay là tính đi lên trển là người ta vô thuốc cho ảnh, vô quá chắc quá gì đó. Dạ, mà cũng chưa có tiền, không có tiền thì cũng chưa có đi nữa. Giờ cái bệnh của ảnh giờ mình cũng đâu có khả năng điều trị cho ảnh hết đâu. Nhưng mà mình cũng ráng được tới đâu hay tới đó. Dạ, giờ ráng tới đâu rồi hay tới đấy chứ giờ mình cũng không biết làm sao nữa. Họ điều trị bệnh cho chú á, thì cái chi phí của mình ở gia đình mình lo như thế nào? Dạ, em đi hỏi. Dạ, đi hỏi người ta đó, rồi người ta thấy gì người ta cho mượn. Thì thấy vậy thôi kệ đi, giờ mình điều trị cho ảnh tới đâu thì mình tính tới nấy. Chứ giờ mình khổ, nghèo khổ, đâu có tiền trị cho ảnh. Gia đình khó khăn nên con cái của ông bà cũng chỉ đủ sống và lo cho gia đình riêng. Ít khi hỗ trợ được cho cha mẹ về chi phí sinh hoạt hay những lúc ông phải lên bệnh viện điều trị tái khám. Hôm nào không có ai mướn thì mới có thể ra phụ một tay cho bà đỡ mệt. Bao nhiêu năm nay, căn nhà của ông Đông cũng chỉ được cất tạm trên đất ven đê, không phải đất của gia đình. Nguyên vật liệu cất nhà cũng được người này, người kia cho. Trong nhà nóng bức làm ông khó chịu nên phải che một mái chòi nhỏ bên ngoài để ông ở cho thoáng. Đây cũng là nơi ông trò chuyện cùng mọi người khi có ai đó ghé thăm. Gia đình anh Đông đây là hộ diện hộ cận nghèo. Thì hiện nay gia đình rất là khó khăn. Anh thì đau bệnh nặng, còn chị là vợ anh thì phải lại làm thuê chặt lục bình hàng ngày kiếm sống trong gia đình, mà giờ nó thiếu trước hụt sau. Thì anh bệnh nay cũng mấy năm rồi, cái chính quyền địa phương và hội chữ thập đỏ thị trấn cũng vận động bà con mạnh thường quân cũng giúp đỡ cho gia đình anh. Hiện nay gia đình anh thì
thì rất khó khăn. Thì cũng mong đài truyền hình Long An và chương trình vượt qua hiểm nghèo giúp đỡ cho anh được số tiền để anh đi điều trị bệnh. Gia đình anh Nguyễn Văn Đông hiện là hộ cận nghèo của khu phố. Anh là cũng là hội viên của chi hội cựu chiến binh. Hiện nay gia đình anh Nguyễn Văn Đông rất là khó khăn. Hoàn cảnh vợ thì đi làm thuê. Thì con của anh Đông thì nói chung cũng có lập gia đình cũng ở riêng. Nhưng do cha mẹ nghèo thì con cũng đi làm thuê làm mướn. Còn riêng còn thằng con Út thì cũng đi làm thuê chung với mẹ để lo cho cha, cũng không lo nổi. Thì cũng mong rằng các mạnh thường quân cũng như cái chương trình vượt qua hiểm nghèo để lo cho giúp đỡ cho anh Đông vượt qua những khó khăn. Khối u ác tính trong người không lúc nào làm ông Đông thấy cuộc sống của mình dễ chịu. Những cơn đau ngực, khó thở không ngừng kéo đến trên cơ thể gầy gò, ốm yếu của ông. Ngày cũng như đêm, giỏng trở thành giường. Chỉ có nằm giỏng, ông mới đỡ đau. Nhưng dẫu cơ thể có đau vì bệnh tật, thì ông vẫn cố gắng chịu được. Điều làm ông đau hơn nhiều là ba đứa cháu ngoại cứ lần lượt ra đời, mà ông bà không biết cha chúng là ai. Ông bà chia sẻ, con gái trí óc không được bình thường như người ta, nhà lại nghèo nên con mình đành chịu thiệt. Ước muốn của ông là có sức khỏe để đi làm mướn, để nuôi cháu được thêm vài năm nữa thì ông ra đi mới yên lòng. Thưa quý khán giả, mặc dù trong nhà vẫn còn hai người có sức khỏe đi làm lo cho cuộc sống, nhưng thu nhập từ làm thuê làm mướn vẫn không đủ vào đâu so với chi phí mỗi lần ông đi tái khám ở bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn phải nuôi ba đứa cháu không cha và hiện tại cũng không biết mẹ những đứa bé này đã đi đâu. Bé nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi. Biết về gia cảnh, chắc hẳn quý khán giả, những nhà hảo tâm sẽ cảm thông hơn với mong muốn có sức khỏe để đi làm, có tiền nuôi cháu của ông Nguyễn Văn Đông, dù đang mang khối u ác tính trong người. Mọi sự giúp đỡ cho ông, quý khán giả, những nhà hảo tâm hãy gửi về Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Long An, số 4, đường tỉnh 827, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Số điện thoại 02723822529. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Quý khán giả thân mến, các thành viên trong gia đình bà Nguyễn Thị Toản, dù không ai đang phải chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, nhưng ai cũng mang trong mình bệnh tật, phải uống thuốc ngày này qua ngày khác. Các con đều có gia đình riêng, nhưng cũng chật vật với cuộc sống, không hỗ trợ được cho cha mẹ. Do đó, mọi chi phí ăn uống, thuốc thang đều phải gói ghém trong khoản trợ cấp xã hội hàng tháng. Khi chương trình vượt qua hiểm nghèo đến với gia đình, thì ông Lý Văn Thắng cũng vừa từ bệnh viện về được vài ngày. Gia đình cần có thêm kinh phí để điều trị bệnh. Và mong mỏi của bà Toản là nuôi cho đứa cháu ngoại Lý Dĩ Khang được ăn học đàng hoàng. Sau khi chương trình phát sóng, quang cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Toản đã nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ từ khán giả và những nhà hảo tâm sau đây. Danh sách ủng hộ bà Nguyễn Thị Toản, xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An phát sóng ngày 8 tháng 5, 2019. Gia đình chị Thẩm 100.000 đồng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Phúc Long, Nguyễn Bảo Anh 600.000 đồng, Đại Đức Thích Quá Minh và Phật tử Hai Chùa Long An Thiên Phước 500.000 đồng, gia đình ông Lương Minh Đáng 3 triệu đồng, Thầy An Lộc và Phật tử Chùa Kim Cang 100.000 đồng, Ni sư Chí Liên Tịnh Xá Ngọc Thạnh 100.000 đồng, Ni sư Tắc Đức Chùa Tôn Dân 100.000 đồng, Ni sư An Huệ Chùa Phật Huệ 50.000 đồng, năm bé Xuân Thư Ngọc Hiền Tài 400.000 đồng, Thiếm Chính Nhẫn 50.000 đồng, Trần Thị Bận cầm đồ 114 100.000 đồng, Chành Cường Viên 100.000 đồng, Bia Thanh Sang 100.000 đồng, Anh Hùng Phân 100.000 đồng, Ga Thủy Vũ 100.000 đồng, Nguyễn Thị Mi So 100.000 đồng, Gà Rán Hàn Quốc 248 Hùng Dương 100.000 đồng, Quán Ăn Thu Tuyền 100.000 đồng, hai bé Mai Duyên 50.000 đồng, Thành Đạt Quang Vinh 50.000 đồng, gia đình Anh Hùng Nam Cường 500.000 đồng. Gia đình anh Công Đạt 200.000 đồng, Quỳnh Kim Ngân 100.000 đồng, gia đình Hồng Nẫm, Hồng Cúc, Hồng Đào 400.000 đồng, doanh nghiệp tư nhân Thanh Trâm 200.000 đồng,
kho thuốc tiếp liệu cám Ringfit 190.000 đồng, nhóm từ thiện chợ kinh nước mặn Long Hữu Đông 1.400.000 đồng, nhóm từ thiện chợ phường 6 500.000 đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hai cư Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Trường 600.000 đồng, Úc An điện máy thu ngân 200.000 đồng, Quỳnh Quang Mực, Trần Thị Mỹ Trân 500.000 đồng, Bùi Cao Sơn 500.000 đồng, Hoàng Tuấn Trình 250.000 đồng, Nguyễn Minh Triết 200.000 đồng, Thanh Thủy, Thanh Trúc Thanh Sơn 500.000 đồng, bà quá cố Trần Thị Chiên 100.000 đồng, bà Trần Thị Nguyệt 100.000 đồng, Bùi Thị Đẹp, Nguyễn Hoàng Oanh 200.000 đồng, Nguyễn Ngọc Như Ý 100.000 đồng, máy nổ Phát Quy 500.000 đồng, Võ Nguyễn Quốc Thắng 50.000 đồng, Anh Đông công ty Đại Dương 2 triệu đồng, Huệ Đức Mỹ Qua 50.000 đồng, Ban hộ niệm Qua Sen gia đình An Thiện Chánh Nghiêm Ánh, Chiếu Diên Mỹ, Tâm Hạnh Thái 200.000 đồng, Nguyễn Thị Kiều, Phụ Tùng Honda Quỳnh Mai, Nguyễn Thị B 300.000 đồng, bà Năm cô Thích, cô Úc Nháy, cô Hồng, bà Hai Ốc cô Thu 300.000 đồng, hai bé quận 12 100.000 đồng, Kim Ngân Thúy Hằng 100.000 đồng, bà Lê Thị Trầu 200.000 đồng, hai bé Chí Thiện Minh Khuê 200.000 đồng. Bà Tư cô Ánh, chú Thanh Anh Tùng 200.000 đồng, anh Minh, chị Trúc, bé Hương, bé Quỳnh 200.000 đồng, mắt kính Tân An 200.000 đồng, chị Bích Hạnh 100.000 đồng, Quỳnh Văn Lập 200.000 đồng, Phạm Thị Kim Hiền 100.000 đồng, gia đình Hoàng Kim 100.000 đồng, tiệm vàng Kim Thành Lý 200.000 đồng, bé Hoài Anh 200.000 đồng, Nguyễn Thị Quỳnh 200.000 đồng, ông Cổ Kim Ngân 500.000 đồng, gia đình Thiện Ân Tâm Hỷ 200.000 đồng, ông bà nội Gia Bảo Gia Minh 200.000 đồng, Quang Phúc Thúy Hân 100.000 đồng, Kha Thị Minh Nguyệt 200.000 đồng, chú Sáu Chánh 100.000 đồng, Nguyễn Cao Nguyên Phạm Văn Nhị 200.000 đồng, nhà trọ Ngọc Nga và ông quá cố Phan Thanh Tân 200.000 đồng, ngân hàng Sacombank chi nhánh Tân Thạnh 20 kg gạo, Trần Hùng Dũng 200.000 đồng, quán ăn Quỳnh Qua Tử 500.000 đồng, Ngọc 50.000 đồng, tiệm vàng Kim Tuyền 500.000 đồng, Nguyễn Văn Năm, Phạm Thị Nga, Võ Văn Tư, Thiều Thị Bé, Nguyễn Minh, Bé Hiếu 400.000 đồng, Ba Hưng Tư Phương 100.000 đồng, gia đình Đoàn Thanh Cảnh 200.000 đồng, ông bà nội Quốc Thảo 100.000 đồng, bà nội Kim Yên 50.000 đồng, ông bà Ngọc Tài 100.000 đồng. Bé Bùi Gia Tiến, Bùi Thanh Điêm, Nguyễn Thị Hồng Cúc, Tú Uyên 300.000 đồng, chú Tám Hé 100.000 đồng, Lê Công Tâm 100.000 đồng, Lê Thị Hồng Nhung 100.000 đồng, chú Thiếm Ba Lăng, Si Game, bé Bon, Ngọc Quyền, Cầu Voi 400.000 đồng, chị Lan Anh, Sake, Chọn, Viên, Hằng, Anh Lai, Anh Phước, bé Mơ, Anh Hùng, chị Tư Hừng, bé Thúy, Kim Ngân, Anh Minh, chị Mai, chị Hạnh, Thuận Võ 750.000 đồng, tiệm Hữu Lợi, Nguyễn Trường Huy 100.000 đồng, Yến Đồ Chai 100.000 đồng, Cúc Tàu Hũ 100.000 đồng, nhóm từ thiện Dì Mười Nên 2.800.000 đồng, thùng từ thiện chợ cũ Tân An 600.000 đồng, mái che Đức Vương, sửa xe Quân, sửa xe Tư Lâm, Phú Bột 400.000 đồng, hiệu dài Dự Dự 500.000 đồng, bà Út Lưới Bén Tân Trụ 200.000 đồng, Dương Thanh Quy 100.000 đồng, Lâm Anh chợ Trạm Cần Đước 200.000 đồng, Trần Văn Tám, nhà máy xay lúa Lạc Thành 200.000 đồng, gia đình cô Lụa, cô Diệu 200.000 đồng, tập thể công nhân T2S2 Jordan, công ty Chinh Lu 500.000 đồng, gia đình anh Nguyễn Hữu Hòa 100.000 đồng, Loan Thủy Sản 200.000 đồng, Như Nguyện 50.000 đồng, Lan Khải 300.000 đồng, bà Hồ Thị Ba, cô Ngọc Hà, Ngọc Phi, Phương Liên và Duy Tân 500.000 đồng, bà Hồ Thị Miễn Đệ 100.000 đồng, Dựa Gạo 8 Trang 250.000 đồng, ông Quá Cố 8 Nhu 50.000 đồng, Trịnh Hữu Phước 100.000 đồng, Trịnh Hữu Đức, Trịnh Ngọc Giao 200.000 đồng. Bùi Chí Thại, Lê Thị Bảy, Bùi Chí Hùng 150.000 đồng, Trần Thị Thu Hà 100.000 đồng, Kim Quê, Úc Đức, Ánh Tuyết 150.000 đồng, Lê Văn Vinh 50.000 đồng, Hạnh Qua, Huệ Khiết 100.000 đồng, gia đình Lý Minh 1 triệu đồng, Nguyễn Ngọc Trân 100.000 đồng, Đỗ Thành Long 200.000 đồng, Đặng Minh Sơn 300.000 đồng, Quỳnh Thị Hiếu Hạnh 150.000 đồng, gia đình Sáu Nhỏ 200.000 đồng, Dương Đắc Lộc 200.000 đồng, Mai Đệ Xuân 100.000 đồng, Nguyễn Thanh Xuân 300.000 đồng, Võ Văn Tám 300.000 đồng, Thánh Thất Cao Đài Phước Lại 4 triệu đồng, Ban Hành Thiện Thánh Thất Cao Đài Nông Hiệp 1.200.000 đồng, tập thể công nhân công ty Mai Đăng Khoa 1.500.000 đồng, Dương Thị Mai Hạnh, Võ Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Hiền, Võ Ngọc Minh Anh, Thái Thị Tiếu Cần Đước, Võ Minh Rạng, Lê Thị Ngọc Hạnh, Võ Minh Đông, Võ Minh Bi,
Võ Minh Khôi Cần Đước 500.000 đồng, Úc Nhã Kim Cúc 600.000 đồng, nhóm từ thiện Nhân Thạnh Trung 450.000 đồng, tổ Phật tử ấp Bình Điện 900.000 đồng, Tịnh Thất Thiện Tài 400.000 đồng, nhóm cô chính nguyện cầu Úc Diệu Hạnh, Úc Thúy, Nam Chuyên, Tuấn Hồ, Bắc Phúc, Phượng Tám Nết, Úc Tịch, Dũng Hoang, Bé Ti, Cậu Nhi 450.000 đồng, tổng cộng 32.600.000 đồng và 20 kg gạo. Chương trình vượt qua hiểm nghèo đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các khung giờ quen thuộc của chương trình. Đó là 19:45 tối thứ tư. Chương trình cũng sẽ được phát lại lúc 7 giờ ngày thứ năm và 14:35 thứ sáu. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.